có một địa điểm riêng, nhưng có lẽ năm nay là con năm tốt đẹp nhất, là chúng ta được họp dưới mái trường sư phạm mầm non này. Chúng ta tưởng về, chúng ta trở về cái mái trường xưa của chúng ta. Được như vậy là nhờ sự ưu ái của ban giám hiệu của trường sư phạm mầm non này. Cho nên thay mặt cho gia đình sư phạm, chúng tôi xin tri ân những tình cảm quý báu ban giám hiệu công đoàn nhà trường đã dành cho gia đình sư phạm chúng tôi. Và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ được tiếp tục mỗi năm trở về đây đến mái trường sư phạm này để tỏ lòng tri ân đối với ban giám hiệu nhà trường. Chúng tôi xin đại diện ban giám hiệu sinh viên lên đây nhận bó hoa tươi thắm của gia đình sư phạm để tỏ lòng biết ơn và quý trọng của gia đình sư phạm chúng tôi. Xin mời. Chúng tôi xin giới thiệu cô Phong là đại diện cho ban giám hiệu trường trung học sư phạm mầm non nhận bó hoa tươi thắm của toàn thể anh chị em giáo sinh sư phạm Sài Gòn nhân dịp chúng ta trở về mái trường sư phạm mầm non hôm nay. Trân trọng mời anh Biền trao hoa. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Xin giới thiệu là cô Phong cũng là nguyên là giáo sinh sư phạm Sài Gòn khóa 13. Cô có thể phát biểu ít lời. Và các bạn thì hôm nay là lần đầu tiên tôi mới tham dự cái họp mặt lần này, thật là xúc động mà khi mà các bạn đã về trường này là để mà tổ chức lễ ngày hôm nay. Và tôi xin thay mặt nhà trường là chúc các bạn năm mới là được nhiều sức khỏe và thành đạt. Dạ, xin cảm ơn. Chúng tôi xin trân trọng thông báo cho đến giờ phút này thì số anh chị em giáo sinh chúng ta về dự đã lên đến con số rất lớn so với các lần trước. Hiện nay đã có tới 245 các anh các chị của các khóa về dự. Đó là một thành công lớn cho cái buổi họp mặt của chúng ta hôm nay. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng toàn thể anh chị em về dự. Sau đây là phần giao nhiệm vụ tổ chức họp mặt gia đình sư phạm năm 2007 cho đại diện của khóa 9 gia đình sư phạm. Một cái điều chúng ta hơi ngạc nhiên là khóa 13 vừa kết thúc nhiệm vụ hôm nay thì lại đến khóa 9. Có lẽ nhiều người cũng hơi ngạc nhiên điều này. Nhưng do khóa 9, vì hoàn cảnh những năm qua quý anh chị đại diện khóa 9 chưa tổ chức được thì cảm thấy áy náy, cảm thấy có trách nhiệm với cả gia đình sư phạm. Cho nên trong lần họp ban đại diện các khóa, đại diện cho khóa 9 đã xung phong đứng lên đảm nhiệm. Năm 2007, khóa 9 sẽ nhận nhiệm vụ tổ chức họp mặt gia đình sư phạm. Xin kính mời anh trưởng ban đại diện và anh đại diện khóa 9 lên nhận nhiệm vụ trước toàn thể anh chị em và hứa hẹn với anh chị em chúng ta năm 2007 sẽ về đông hơn, lớn hơn và vui hơn. Vâng, xin mời. Xin mời tất cả các anh chị em công khóa 9 ạ, chúng ta lên đây cho khí thế đi ạ. Xin mời tất cả để cho nó khí thế, mời khóa 9 ạ, tất cả anh em lên ạ. Xin các anh chị cố gắng thành trương cho.